Thùy Linh kính chào quý khán tính giả đang trở lại với channel Ngô Phòng Today, hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 7. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với hệ thống kênh Ngô Phòng. Và sau đây là các nội dung thời sự đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Kamala Harris ra mắt chiến dịch tổng thống, thách thức Donald Trump Rất nhanh chóng, Harris đã giành được đủ sự ủng hộ để trở thành ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất liệu bà có thể đánh bại Donald Trump hay không? Số tiền Trump từng quyên góp hai lần cho Kamala Harris đã đi đâu về đâu? Những rắc rối chính trị ngầm của liên danh Trump-Vance Phóng sự của CNN, Kamala Harris kỳ vọng và lo ngại từ cử tri dân chủ Phiên điều trần căng thẳng về giám đốc mật vụ sau vụ Trump xém chết Và nhiều tin khác nữa You know, as many of you know, before I was elected as vice president, before I was elected as United States senator, I was the elected attorney general, as I've mentioned, of California. Before that, I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds who abused women, fraudsters who ripped off consumers, cheaters who broke the rules for their own gain. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. And in this campaign, I will proudly I will proudly put my record against his. As a young prosecutor when I was in the Alameda County District Attorney's office in California, I specialized in cases involving sexual abuse. Donald Trump kính thưa quý vị phó tổng thống kamala harris đã khởi động chiến dịch tổng thống vào thứ hai với một bài phát biểu đầy lửa tại trụ sở chiến dịch của tổng thống biden nơi bà sẽ tiếp tục chiến dịch của riêng mình và đưa ra cái nhìn trước về cách bà sẽ nhắm đến đối thủ donald trump trên con đường tranh cử Harris người đang nhận được sự tán thành từ chính tổng thống biden và nhiều nhân vật quan trọng khác đã đặc biệt sử dụng kinh nghiệm của bà như một công tố viên và đối lập với những rắc rối pháp lý liên tục của trump đây là một chiến lược thông minh của harris khi bà không chỉ nêu bật được khả năng và sự quyết tâm trong việc thực thi luật pháp và trật tự mà còn tạo ra sự đối lập rõ ràng giữa bà và trump đại khái là bà đã xác quyết rằng trưởng phu và tiểu nhân không thể chung đường. Như nhiều người trong các bạn đã biết, trước khi tôi được bầu làm phó tổng thống, trước khi tôi được bầu làm thường nghị sĩ Hoa Kỳ, tôi đã được bầu làm tổng trưởng lý bang California, và trước đó tôi là công tố viên trong phòng dự án. Khi làm việc ở vị trí đó, bà tiếp tục, tôi đã đối mặt với đủ loại thủ phạm, những kẻ lạm dụng và tấn công phụ nữ, những kẻ lừa đảo lấy tiền của người tiêu dùng, những kẻ gian lận vi phạm các quy tắc để trục lợi. Hãy nghe tôi nói, tôi biết kiểu người như Donald Trump và trong chiến dịch này tôi sẽ tự hào đặt hồ sơ của mình đối đầu với ông ta. Harris sau đó liệt kê nhiều thành tựu của bà như một công tố viên và cách nó liên quan đến hồ sơ của Trump. Khi còn là một công tố viên trẻ ở văn phòng biện lý quận Alameda, California, tôi chuyên điều tra các vụ án lạm dụng tình dục. Bà Harris nói Donald Trump đã bị một bồi thẩm đoàn kết tội lạm dụng tình dục. Là tổng trưởng lý California, tôi đã đối đầu với một trong những trường đại học trục lợi lớn nhất nước và khiến nó phải đóng cửa. Donald Trump, điều hành trường đại học trục lợi Trump University, đã bị buộc phải trả 25 triệu đô cho các sinh viên bị lừa. Là biện lý quận, để đối phó với các nhà ô nhiễm, tôi đã tạo ra một trong những đơn vị công lý môi trường đầu tiên trong quốc gia. Donald Trump đứng ở Mar-a-Lago và nói với các nhà vận động hành lang dầu mỏ lớn rằng ông ta sẽ thực hiện các yêu cầu của họ để đổi lấy 1 tỷ đô đóng góp chiến dịch. Trong cuộc khủng hoảng tịch thu nhà, tôi đã đối đầu với các ngân hàng lớn của phố Wall và giành được 120 tỷ đô cho các gia đình California, buộc các ngân hàng đó phải chịu trách nhiệm về gian lận. Donald Trump vừa bị kết tội 34 tội danh gian lận. Những lời lẽ đành thép và quyết đoán của bà Harris nhằm làm rõ những kinh nghiệm phong phú của bà và khẳng định sự quyết tâm trong việc bảo vệ công lý và đối phó với những hành vi sai trái, bất kể chúng đến từ đâu. Sự tương phản rõ rệt giữa Harris và Trump được phơi bày nổi bật qua các ví dụ cụ thể, tạo nên một bức tranh về sự khác biệt trong cách tiếp cận và hành động của hai ứng cử viên. Donald Trump muốn đưa đất nước của chúng ta quay trở lại thời kỳ trước khi nhiều người Mỹ có được đầy đủ tự do và quyền lợi. Nhưng chúng tôi tin vào một tương lai tươi sáng hơn, nơi có chỗ cho tất cả người Mỹ. Harris đã nhấn mạnh tầm nhìn về một nước Mỹ tiến bộ và bao trùm, nơi mọi người đều có cơ hội bình đẳng để phát triển. Chúng tôi tin vào một tương lai nơi mỗi người đều có cơ hội không chỉ để vượt qua mà còn để tiến lên. Chúng tôi tin vào một tương lai nơi không trẻ em nào phải lớn lên trong cảnh nghèo khó, nơi mỗi người đều có thể mua nhà, lập gia đình và xây dựng sự giàu có, và nơi mọi người đều có quyền được nghỉ phép gia đình có trả lương và dịch vụ chăm sóc trẻ em với giá cả phải chăng. Chúng tôi sẽ xây dựng một quốc gia nơi mọi người đều có bảo hiểm y tế với giá cả phải chăng, và mỗi người cao tuổi đều có thể nghỉ hưu một cách xứng đáng xây dựng tầng lớp trung lưu sẽ là mục tiêu quan trọng của nhiệm kỳ tổng thống của tôi. Bà Kamala Harris tuyên bố và cho biết sẽ tiếp tục đi khắp đất nước trong những tháng tới để nói chuyện với người dân về mọi thứ đang diễn ra, đồng thời đoàn kết đất nước và đánh bại Trump vào tháng 11. Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Harris trên bãi cỏ phía nam Tòa Bạch Ốc đã có những nhận xét đáng chú ý về Tổng thống Biden, xin trích. Tôi muốn nói vài lời về Tổng thống của chúng ta, di sản thành tựu của ông ấy trong ba năm qua là chưa từng có trong lịch sử hiện đại. Trong một nhiệm kỳ, ông ấy đã vượt qua di sản của hầu hết các tổng thống đã giữ chức vụ hai nhiệm kỳ. Tổng thống Biden cũng đã có bài phát biểu công khai đầu tiên sau khi dừng chiến dịch tái tranh cử, gọi điện cho nhân viên chiến dịch ở Wilmington, Delaware, ngày trước khi bà Harris dự kiến đến thăm họ. Tổng thống đã nhấn mạnh về quyết định rút lui là đúng đắn. Nhưng ông nói. Tên người đứng đầu chiến dịch đã thay đổi, nhưng sứ mệnh thì không. Câu nói này đã nhận được sự cổ võ từ đám đông. Ông khẳng định sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ để thông qua các đạo luật và hỗ trợ bà Harris trên con đường tranh cử. Ông cam kết sẽ tham gia đầy đủ trong 6 tháng còn lại của nhiệm kỳ, quyết tâm hoàn thành nhiều công việc nhất có thể về cả chính sách trong và ngoài nước. Theo ước tính mới nhất từ CNN, bà Harris đã nhận được đủ số đại biểu của đảng Dân Chủ để giành được đề cử cho vị trí tổng thống. Đây là một bước tiến quan trọng trong tiến trình bầu cử sắp tới. Trong khi các sự ủng hộ từ đại biểu tiếp tục đến, Phó Tổng thống hiện đã nhận được hơn 1.976 đại biểu cần thiết để giành được đề cử ngay trong lần bỏ phiếu đầu tiên, cho thấy sự ủng hộ đáng kinh ngạc và rộng rãi dành cho bà. Vào tối qua, Harris đã vượt qua ngưỡng cần thiết nhờ vào làn sóng ủng hộ từ các phái đoàn tiểu bang. Mặc dù những sự tán thành không mang tính ràng buộc và với việc Tổng thống Biden không tham gia tranh cử, các đại biểu hoàn toàn tự do bầu chọn cho ứng viên mà họ ủng hộ. Theo số liệu của CNN, được tính từ các tuyên bố công khai ủng hộ từ các đại biểu và phái đoàn bang, cùng với các báo cáo của CNN và các cuộc trò chuyện với các đại biểu, sự ủng hộ từ các phái đoàn bằng được coi là sự ủng hộ nhất trí cho Harris nếu không có thông tin nào khác. Tối nay, tôi rất tự hào đã bảo đảm được sự ủng hộ rộng rãi để trở thành ứng viên của đảng chúng ta. Là một người con của California, tôi tự hào rằng phái đoàn quê nhà đã giúp đưa chiến dịch của chúng tôi lên đỉnh cao. Tôi mong chờ được chính thức chấp nhận đề cử sớm. Phó Tổng thống Kamala Harris đã tweet, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC đã xác nhận sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu trực tuyến để chọn ra ứng viên tổng thống của đảng trước ngày 7 tháng 8. Điều này khiến cho việc bất kỳ ai khác ngoài bà Harris dẫn đầu danh sách của đảng trở nên vô cùng khó khăn. Chủ tịch DNC, ông Jimmy Harrison, khẳng định, chúng tôi sẽ đưa ra ứng viên tổng thống trước ngày 7 tháng 8 năm nay ứng viên của đảng gần như là bà Harris sẽ có thể chọn một người đồng hành trong khung thời gian tốt nhất cho ứng viên tổng thống đó, theo một quan chức đảng Dân Chủ đã thông báo cho các phóng viên. Một quan chức khác đã nhấn mạnh, nhanh chóng không có nghĩa là không công bằng. Ủy ban quy tắc của DNC sẽ chính thức phê duyệt các kế hoạch vào thứ Tư. Bất kỳ ứng viên nào có 300 đại biểu, với không quá 50 từ một bằng, sẽ đủ điều kiện để xuất hiện trên lá phiếu điện tử đầu tiên. Các quan chức cho biết tiến trình trực tuyến năm nay sẽ phản ánh các quy tắc được sử dụng cho các đại hội trực tiếp đến mức tối đa có thể. Ứng viên tổng thống có thể chọn một người đồng hành trước ngày 7 tháng 8 nhưng không bắt buộc. Điều này có nghĩa là việc công bố vị trí phó tổng thống sẽ do ứng viên tổng thống quyết định. Trước đó, chưa đầy 24 giờ sau khi bà Harris gần như làm sạch sân chơi của Đảng Dân chủ trong cuộc đua tổng thống, đó là một loạt các thống đốc bao gồm J.B. của Illinois, Gretchen Whitmer của Michigan, Westmore của Maryland và Andy Beshear của Kentucky đã tuyên bố ủng hộ Harris, chấm dứt mọi cuộc tranh luận nghiêm túc về việc ai sẽ là ứng cử viên của đảng. Thượng nghị sĩ Joe Manchin cũng tuyên bố sẽ không tranh cử. Tôi tự hào ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris cho vị trí tổng thống. Thống đốc Brisker nói trong một tuyên bố Ngày hôm nay, tôi rất phấn khích khi ủng hộ bà Kamala Harris cho chức tổng thống, thống đốc Whitmer viết. Và thống đốc Moore thì nói, bà ấy là người chiến đấu mà chúng ta cần vào lúc này để thực hiện đầy đủ lời hứa của quốc gia. Trước và sau khi ông Biden rút lui, đảng Dân Chủ đã bắt đầu bàn tán về những ứng viên tiềm năng có thể tham gia vào cuộc đua. Nhưng không ai muốn có một cuộc tranh cử căng thẳng thêm vào đó việc tổng thống biden tán thành phó tổng thống của ông dường như luôn là một kết luận được định trước nhưng bằng cách đặt toàn bộ sức nặng chính trị của mình đằng sau harris tổng thống bảo đảm rằng không có đảng viên dân chủ nào thách thức nghiêm túc nỗ lực giành đề cử của đảng với bà không phải nói quá người nào thách thức bà harris chẳng khác nào tự sát chính trị vào Chủ nhật, các ứng cử viên tiềm năng như thống đốc George Shapiro của Pennsylvania, Gavin Newsom của California và Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg đều công khai ủng hộ Harris. Trong khi thống đốc J.B. người có gia đình sáng lập để chế khách sạn Hyatt và có thể dễ dàng tự tài trợ cho một chiến dịch, cho biết ông đã nói chuyện với bà Harris và giải thích lý do tại sao ông không nhanh chóng ủng hộ bà vào Chủ nhật. Tôi nói với bà ấy rằng, Quyết định vị tha của Tổng thống Biden thực sự là một điều bất ngờ. Tôi đã làm việc chăm chỉ trong thời gian làm thống đốc Illinois để cố gắng đưa ra một cách tiếp cận tỉnh táo và chiến chắn trong việc ra quyết định. Điều quan trọng là phải suy nghĩ thấu đáo về những gì tiếp theo cho Đảng Dân chủ và cho đất nước. Đó là lý do tại sao tôi đã dành hàng giờ ngày hôm qua để nói chuyện với các nhà lãnh đạo khác trong đảng, thu thập và đưa ra ý kiến về con đường để chiến thắng vào tháng 11. Cuối cùng, ông Brescar đi đến kết luận giống như những ứng cử viên tiềm năng khác. Đã đến lúc ủng hộ bà Harris làm tổng thống. Chiến dịch Harris đã thu về 81 triệu đô la chỉ trong 24 giờ đầu tiên sau khi bà công bố tranh cử, lập kỷ lục mới về quyên góp cho ứng viên tổng thống. Con số ấn tượng này bao gồm tiền gây quỹ từ chiến dịch, ủy ban quốc gia đảng Dân Chủ và các ủy ban gây quỹ chung. Trong 24 giờ, có hơn 888.000 nhà tài trợ cơ sở đã đóng góp, với 60% trong số đó lần đầu tiên đóng góp cho chu kỳ bầu cử năm 2024. Ngoài ra, 43.000 người cam kết đóng góp định kỳ, hơn một nửa trong số họ sẽ đóng góp hàng tuần, cho thấy sự ủng hộ rộng rãi và đông đảo từ cộng đồng. Đồng thời thu hút được một lượng lớn người ủng hộ mới, những người chưa từng tham gia quyên góp trước đây người phát ngôn chiến dịch Kevin Munoz cho biết, Chúng tôi đang chứng kiến một liên minh rộng lớn và đa dạng đến ủng hộ công việc quan trọng của chúng tôi là nói chuyện với các cử tri sẽ quyết định cuộc bầu cử này. Ông cũng nhấn mạnh, có một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ dành cho Kamala Harris. Nhưng trên tất cả, sau 24 giờ đáng kinh ngạc vừa qua, đây là câu hỏi khiến nhiều người dân chủ lo lắng nhất. Liệu bà có thể đánh bại Donald Trump hay không? Một số nhà phê bình sẽ chỉ ra rằng cuộc tranh cử tổng thống vào năm 2020 của Harris là một thảm họa, và họ đã nói đúng. Chiến dịch của bà không những quản lý kém, mà còn thiếu lý do cơ bản cho việc bà ra tranh cử. Bà tỏ ra quá thận trọng, thiếu một tầm học niềm tin cốt lõi. Bà gặp khó khăn với vấn đề nhân sự, một vấn đề vốn vẫn tồn tại trong những ngày đầu làm phó tổng thống rằng harris là một nhà vận động chính trị tài năng và hiệu quả là chưa bao giờ bị nghi ngờ nhưng kỹ năng quản lý của bà luôn là điều gây tranh cãi tuy nhiên các tổng thống khác bao gồm cả ông biden đã thành công sau những chiến dịch thất bại trước đó vậy ba tuần qua được cho là đã giảm bớt những lo ngại về harris kể từ sau màn tranh luận không như mong đợi của tổng thống biden một số trong những người dân chủ đã bày tỏ ý kiến công khai hoặc riêng tư về việc ai nên dẫn dắt đảng đối đầu Trump vào tháng 11. Ngoại trừ một người, đó chính là Kamala Harris. Không có bất kỳ thông tin rò rỉ nào từ đội ngũ của Harris hay các đồng minh chính trị của bà. Bà không để bất kỳ khoảng cách chính trị nào giữa mình và Biden khi bà đi khắp đất nước để quảng bá cho chiến dịch Biden. Và khi ông Biden rút lui, phó tổng thống và đội ngũ vận động của bà đã nhanh chóng hành động, khẩn trương xếp hàng các sự ủng hộ và các nguồn lực. Trong vài giờ, Harris và đảng Dân Chủ đã hoàn toàn thay đổi tình hình cuộc bầu cử 2024. Tất nhiên, những vấn đề chiến lược từng làm trao đảo chiến dịch của Harris 4 năm trước có thể quay trở lại từ nay đến tháng 11. Nhưng một lợi thế cho bà là lộ trình và thông điệp chiến dịch đã được thiết lập từ lâu chiến dịch của ông Biden nhắm đến việc biến cuộc bầu cử 2024 thành một cuộc trưng cầu ý kiến về Trump. Chiến dịch của bà Harris cũng sẽ làm điều tương tự. Trách nhiệm quan trọng nhất của bà là thuyết phục cử tri rằng một nhiệm kỳ khác của Trump sẽ là một thảm họa cho nước Mỹ. Và lựa chọn tốt nhất cho cử tri là tiếp tục ủng hộ đảng Dân Chủ. Điều đó bà hoàn toàn có thể làm vào cuối một trong những giai đoạn 24 giờ đặc biệt nhất trong lịch sử chính trị Mỹ. Thật đáng kinh ngạc khi một ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn đến thế nào. Vào sáng Chủ nhật, đảng Dân Chủ còn rối loạn, có thể nói là mớ bồng bồng. Một ngày sau, họ đoàn kết và dường như quyết tâm hơn bao giờ hết để chấm dứt chủ nghĩa Trump một lần và mãi mãi. Nếu họ thành công, di sản của Tổng thống Joe Biden sẽ được thiết lập, với tư cách là người đứng ra đuổi Trump khỏi tòa bạch ốc. Và 4 năm sau là người vị tha khi bước xuống để bảo đảm Trump không trở lại cầm quyền. Trong một vụ bị phanh phui khá bất ngờ, Trump đã từng quyên góp không chỉ một mà đến hai lần để tái cử Kamala Harris vào vị trí tổng trưởng lý California. Theo hồ sơ của California, Trump đã đóng góp 5.000 đô vào tháng 9 năm 2011 cho chiến dịch tái cử năm 2014 của bà Harris, và tiếp tục với 1.000 đô nữa vào tháng 2 năm 2013. Con gái của ông Ivanka Trump cũng đã quyên góp cho chiến dịch Harris, đóng góp 2.000 đô vào năm 2014 bà Harris đã được bầu làm tổng trưởng lý vào năm 2011 và tái đắc cử vào năm 2014. Bà phục vụ cho đến năm 2017 sau khi tuyên thệ vào Thượng viện Hoa Kỳ. Điều đáng nói là bà Harris đã không giữ lại 6.000 đô ủng hộ hai lần từ Trump. Thay vào đó, bà đã quyên góp số tiền đó cho một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ quyền dân sự và nhân quyền cho người Trung Mỹ vào năm 2015 khi bà đã tái đắc cử và đang chuẩn bị cho chiến dịch tranh cử vào Thượng viện. Vào Chủ nhật, dân biểu dân chủ Jared Moskowitz của Florida đã tweet một hình ảnh về tấm xét của Trump gửi cho chiến dịch Harris vào năm 2011, cũng như mỉa mày khi gọi đây là một khoản đầu tư khôn ngoan. Cập nhật thêm, tờ Politico mới đây đưa tin rằng một nguồn tin từ GOP cho biết Trump có vẻ như sẽ tránh né cuộc tranh luận với bà Harris và để có một lý do chính đáng nhằm giữ thể diện, thì Trump dường như sẽ cáo buộc bà ấy là một ứng cử viên bất hợp lệ. Tức là Trump có thể sẽ né cuộc tranh luận trực tiếp và chọn cách núp lùm cây tấn công vào tính hợp pháp của bà Harris, như một thủ thuật vẫn thường thấy ở các hành vi của ông ta. Nếu không có cuộc tranh luận nào, thì điều này cũng là dễ hiểu, bởi vì Trump, ứng cử viên tổng thống được GOP đề cử, là già nhất trong lịch sử nước Mỹ mà Đảng Cộng hòa vốn đang bị cáo buộc với hành vi lạm dụng người già sẽ đối đầu với một cựu công tố viên tràn đầy sinh lực. Bà Harris đã có nhiều năm kinh nghiệm làm công tố viên và tổng trưởng lý bang California. Vì vậy, kỹ năng hùng biện và kỹ năng tranh luận của bà được đánh giá rất cao. Thêm vào đó, Trump đã gặp hàng loạt rắc rối pháp lý và các cáo buộc lạm dụng quyền lực. Harris bởi nền tảng pháp lý mạnh mẽ có thể sử dụng những điểm yếu này để tấn công Trump một cách hiệu quả trong các cuộc tranh luận. Một trong những vấn đề chính trị lớn mà Trump gặp phải với người đồng hành JD Vance là ông này không thu hút được cử tri nào ngoài nhóm MAGA. Thậm chí có thể nói rằng Vance còn MAGA hơn cả Trump. Lối nói và hành động của ông này đặc biệt làm mất lòng các cử tri nữ những người đã khiến Trump phải rời ghế vào năm 2020. Khi so sánh kết quả bầu cử theo các nhóm cử tri giữa năm 2016 và 2020, các nhóm khác nhau tỏ ra khá nhất quán. Nhưng có một nhóm nổi bật, đó là phụ nữ ngoại ô. Trump đã làm tốt một cách đáng ngạc nhiên với các cử tri nữ ở ngoại ô vào năm 2016 khi đối đầu với Hillary Clinton, giữ cho cuộc đua đủ gần để giành chiến thắng. Nhưng vào năm 2020, Trump đã bị nhóm cử tri này đánh bại với tỷ lệ lớn. Thay vì cố gắng cải thiện tình hình với các phụ nữ ngoại ô, nhóm của Trump dường như đã bỏ qua họ. Điều đó được thể hiện rõ ràng khi Trump bỏ qua các ứng cử viên khác để chọn Vance. Ông ta chọn ứng viên mà nhóm MAGA mong muốn, dựa trên niềm tin là ông đã mở rộng đủ cơ sở cử tri để giành chiến thắng và đang trên đường đến một chiến thắng dễ dàng. Khi chạy đua vào thượng biển năm 2022, Vance đã có những phát ngôn gây sốc về bà Harris và các nữ chính trị gia dân chủ khác. Cụ thể, ông từng nói, chúng ta hiện đang bị kiểm soát bởi đảng dân chủ, các nhà tài phiệt doanh nghiệp và một nhóm phụ nữ không có còn, những người bất mãn với cuộc sống của họ và các quyết định mà họ đã đưa ra. Vì thế, họ muốn làm cho cả nước cũng phải chịu khổ sở như họ. Đây là một sự thật cơ bản bạn có Kamala Harris, Pete Buttigieg, AOC. Toàn bộ tương lai của đảng Dân Chủ đang nằm trong tay những người không có con cái. Làm sao điều đó có thể hợp lý khi chúng ta đã giao đất nước cho những người không có lợi ích trực tiếp trong đó? Tuyên bố cực đoan của Vance đặt ra câu hỏi. Vậy nên, vì Harris không có con cái, nên bà ấy sẽ bất mãn và không có lợi ích trong nước Mỹ. Nhưng cha đẻ của nước Mỹ, tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington, cũng không có còn. Liệu điều đó có nghĩa là ông không có lợi ích trong nước Mỹ hay không? Và tại buổi vận động đầu tiên ở quê nhà Meadowtown, Ohio, ông J.D. Vance khi nhắc lại vụ chết hụt của Trump tại Pennsylvania, thượng nghị sĩ bang George Lang, người đại diện quê nhà của Vance, đã ủng hộ ý tưởng về một cuộc nội chiến. Nhưng sau đó, ông này rút lại lời nói và bày tỏ hối tiếc bị sử dụng ngôn ngữ gây chia rẽ trong bối cảnh bạo lực chính trị. Tại buổi vận động, Lăng đã tuyên bố nếu đảng Cộng Hòa thua cuộc, sẽ cần đến một cuộc nội chiến để cứu nước Mỹ. Chiến dịch Harris đã liên kết phát biểu của lang với tuyên bố, tôi là sự trả thù của bạn, của Trump tại một buổi vận động năm ngoái, Người phát ngôn chiến dịch của Harris cho rằng chiến dịch của Trump và Vance đang công khai gieo rắc hận thù và hứa hẹn trả thù đối thủ chính trị của họ. Và nói thêm, đó là lý do tại sao một nhà lãnh đạo cộng hòa được trao quyền dự đoán một cuộc nội chiến khi giới thiệu những ứng cử viên này. Thưa quý thính giả, khi tổng thống Biden tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử và nhanh chóng ủng hộ phó tổng thống Kamala Harris Quyết định đó đã rơi vào tình trạng khó khăn về mặt cảm xúc, kèm theo lo lắng, nhưng sau đó là nhẹ nhõm trong lòng những người ủng hộ Đảng dân chủ. Theo một bản tin phóng sự của CNN, Pat Levin, một người đã sống đến 94 tuổi, chia sẻ: "Chúng tôi bị đẩy vào một vòng xoáy cảm xúc. Tổng thống rút lui đột ngột làm chúng tôi ban đầu rất hụt hẫng, sau đó lại cảm thấy nhẹ nhõm nhưng vừa lo lắng những người ủng hộ Đảng Dân chủ trong dự án All Over the Map của CNN theo dõi chiến dịch tranh cử năm 2024 qua con mắt và trải nghiệm của các cử tri quan trọng. Phần lớn đều đồng ý với quyết định của Tổng thống Biden. Angela Lang, một tổ chức cộng đồng ở các khu vực người da đen tại Milwaukee, nói: "Tôi luôn nói rằng cần phải là Phó Tổng thống Harris. Bà ấy là người phụ nữ da đen đầu tiên giữ vị trí Phó Tổng thống." và tôi nghĩ sẽ là một sự thiếu tôn trọng nếu có ai đó vượt qua bà ấy. Tonya Rinkin, một công nhân ngành xe hơi ở Michigan, chia sẻ, Phó Tổng thống Harris là lựa chọn rõ ràng. Bà ấy có kinh nghiệm, đủ điều kiện và là ứng cử viên rất mạnh. Chúng ta cần ủng hộ bà ấy ngay lập tức. Mặc dù có sự ủng hộ mạnh mẽ từ các cử tri dân chủ, nhưng cũng có những lo ngại về Harris không phải là ứng cử viên mạnh nhất để tranh đấu tại các bang chiến trường quan trọng như Pennsylvania, Michigan và Wisconsin. Một chiến dịch tranh cử của Harris sẽ phải đối mặt với thách thức tương tự đã dẫn đến quyết định rút lui của ông Biden. Trump đang dẫn đầu tại các bang chiến trường lớn, ít nhất là trong các cuộc thăm dò được thực hiện trước khi ông Biden rút lui một số cử tri chưa quyết định hoặc không cam kết với một ứng cử viên nào nhanh chóng đưa ra vấn đề với việc Harris thay thế Biden. Olin Naparola, một chủ vườn nho ở Cedarburg, Wisconsin, nói: "Tôi không nghĩ Kamala Harris có đủ khả năng để trở thành một tổng thống hiệu quả." Một số phản ứng bao gồm các đề xuất không theo quy tắc thông thường. David Baker, một nhà hoạt động người da đen lâu năm ở Milwaukee, nói chúng ta có thể làm nên lịch sử nếu Harris thắng cử tổng thống, nhưng cũng bày tỏ lo ngại về khả năng chiến thắng của bà. Mặc dù thừa nhận nhiều thách thức, nhiều cử tri dân chủ vẫn tỏ ra hứng khởi bởi sự kiện Kamala Harris tranh cử. Summer Mackin, sinh viên đại học ở Detroit, mô tả Harris là một sự lựa chọn mạnh mẽ để dẫn dắt vé tranh cử của đảng Dân Chủ. Jake Gray, cựu chủ tịch hội sinh viên đảng dân chủ tại Đại học Michigan, cho biết điện thoại của cô bận rộn suốt ngày chủ nhật với những tin nhắn hứng khởi từ bạn bè. Cụ thể là về góc độ trọng tội và công tố viên mà cuộc đua giữa Trump và Harris sẽ có. Gray nói: Tôi muốn nhìn thấy họ trong một cuộc tranh luận. Vào thứ hai, giám đốc sở mật vụ, bà Kimberly Chido đã phải đối mặt với những câu hỏi khó khăn trong phiên điều trần căng thẳng về vụ chiến hụt của ông Trump. Bà đối diện với những lời kêu gọi từ chức và nhận trách nhiệm về những sai sót an ninh nghiêm trọng. Trong buổi điều trần, bà Chido thừa nhận vụ ám sát hụt là thất bại nghiêm trọng nhất của sở mật vụ trong hơn 4 thập niên qua. Bà nói, sứ mệnh quan trọng của chúng tôi là bảo vệ các nhà lãnh đạo quốc gia. Vào ngày 13 tháng 7, chúng tôi đã thất bại. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót an ninh nào. Tuy nhiên, việc bà từ chối trả lời trực tiếp các câu hỏi đã khiến các nhà lập pháp lưỡng đảng phẫn nộ. Họ bày tỏ sự bực bội khi bà không thể giải thích những sự kiện dẫn đến việc ngày càng Thomas Matthew Crux bắn sượt tay Trump từ nóc một tòa nhà, gây thiệt mạng một người và làm bị thương hai người khác. Chido cho biết vì các cuộc điều tra đang diễn ra và quy định an ninh, bà không thể trả lời một số câu hỏi nhất định. Nhưng sự né tránh của bà đã làm các nhà lập pháp khác tức giận vì họ không nhận được câu trả lời cụ thể về vụ viện đã được công khai. Dân biểu Cộng hòa Mike Turner đã kêu gọi Tổng thống Biden sa thải Trudeau nếu bà không từ chức. Ông nói, bởi vì Donald Trump còn sống, bà trồng bất tài. Nếu Donald Trump bị sát hại, bà sẽ trồng có tội dân biểu đồng đảng cực hữu Nancy Mace thậm chí còn hỏi liệu Trido có muốn sử dụng 5 phút chất vấn của bà để soạn đơn từ chức hay không. độ từ chối khiến cơn giận của nhà lập pháp bùng lên. Bà Mace nói, bà hôm nay thật khốn nặng, bà đang không trung thực hoặc đang nói láo. Đây là những câu hỏi quan trọng mà người dân Mỹ muốn có câu trả lời, và bà chỉ né tránh. Dân biểu dân chủ Sharon Moskowitz cho biết, tôi không biết ai đã chuẩn bị cho bà Tôi không biết bà đã ra điều trần trước quốc hội bao nhiêu lần, nhưng một cựu tổng thống gần như bị ám sát ngay trước ống kính truyền hình, không chỉ cho người Mỹ mà cả thế giới cùng xem. Và đây là cơ hội đầu tiên của bà. Tôi hiểu rằng đang có một cuộc điều tra. Tôi hiểu có những điều bà không thể nói được, nhưng việc chúng tôi nhận được ít hơn những gì bà đã trả lời các cuộc phỏng vấn truyền hình là điều mà dân chủ, độc lập hay cộng hòa sẽ không chấp nhận được. Chedeo cũng từ chối trả lời yêu cầu từ dân biểu Marjorie Taylor Greene về mốc thời gian từng sự việc trong ngày vụ ám sát hộp xảy ra. "Tôi có thời gian biểu nhưng không cụ thể." Bà nói khiến cả phòng điều trần bật cười. Bà cũng bị chỉ trích nhiều lần vì chưa đến hiện trường vụ nổ súng. Dân biểu Cộng hòa Pat Fallon đã nói, "9 ngày đã trôi qua và bà vẫn chưa đến hiện trường. Đáng lẽ bà phải xuống đó ngay tối hôm đó. Tay súng đã đến hiện trường nhiều hơn bà." phiên điều trần đánh dấu một bước ngoặt đối với đảng Dân Chủ. Ban đầu chỉ có một thành viên kêu gọi tri độ từ chức, nhưng kết thúc phiên điều trần, số lượng này đã tăng lên. Lãnh đạo Dân Chủ tại Ủy ban Giám sát Hạ Viện, Jimmy Raskin, cũng tán thành việc kêu gọi giám đốc mật vụ từ chức. Ông nói, tôi không muốn đổ thêm dầu vào ngày tồi tệ của giám đốc, nhưng tôi nghĩ mối quan hệ này không thể cứu vãn vào lúc này. Giám đốc đã đánh mất niềm tin của quốc hội vào thời điểm rất cấp bách trong lịch sử quốc gia, và chúng ta cần phải nhanh chóng vượt qua nó. Dân biểu Moskowitz cùng với dân biểu Ro Khanna thuộc Dân Chủ cũng kêu gọi bà Chido từ chức. Ông Khanna nói, nếu có âm mưu ám sát một tổng thống, một cựu tổng thống hoặc một ứng cử viên, thì bà cần phải từ chức. Bà không thể lãnh đạo một cơ quan mật vụ khi có một vụ ám sát ứng cử viên tổng thống một loạt nhà lập pháp Cộng hòa cũng kêu gọi Trudeau từ chức trong suốt phiên điều trần. Dân biểu Byron Donalds chỉ trích Trudeau vì không trả lời những câu hỏi đơn giản về âm mưu ám sáng. Ông nói, theo tôi, bà cần phải bị sa thải ngay lập tức. Trong phiên điều trần, một thông tin mới đã xuất hiện về mức độ cơ quan mật vụ nhận được cảnh báo về tên Cruz. Bà Trudeau cho biết cơ quan đã nhận được từ 2 đến 5 cảnh báo về kẻ bắn ông Trump. Nhưng bà cũng nói rằng Cruz không được xem là một mối đe dọa cho đến vài giây trước khi nghi càng bắn Trump. Dân biểu dân chủ Maxwell Frost liệt kê một loạt cảnh báo về nghi càng và vị trí. Ông hỏi, tại sao sự kiện không được tạm dừng ngay lúc đó? Tại sao ông Trump được phép lên sân khấu 10 phút sau khi mật vụ phát hiện một tên khả nghi? Đối với tôi, đó dường như là điều tồi tệ nhất đó dường như là điều tồi tệ nhất trong tất cả sự đổ vỡ trong các liên lạc mà bà đã đưa ra ở đây hôm nay hoặc không cho chúng tôi biết và đến đây chương trình cũng đã khép lại cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi thùy linh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào sáng ngày mai